thật là tình cờ bướm lại gặp hoa. Đúng là sức mạnh của tình yêu hơn nguyên tử. Cháu Nga tôi là Đại học Thông tin Điện tín tại Hà Nội. Cháu Đình Ngọc là Đại học Tiếng Anh cũng trên đất nước trái tim của Tổ quốc. Thật là sung sướng quá, vinh dự quá, tự hào quá. Tôi từ miền quê hương đất mỏ trở về, mọi người đến dự hội hôn hôm nay đều có băn khoăn, có những ông, có những bà, có những chị, có những bạn đều thắc mắc và lăn tăn sao chúng nó yêu nhau từ đâu mà nhanh thế. Thưa các cụ, không lâu, không dài, hai cháu yêu nhau tính tới nay đã 360 ngày có lẽ. Thời gian ấy nhạt ngoại tránh đưa thư, Nokia từ ngập, từ Việt Nam bay đi Nhật Bản, từ Nhật Bản bay về Việt Nam, nhưng chưa được phép bởi vì phải theo thuần phong mỹ tục cũng như nếu các cụ. Sung sướng quá, phấn khởi quá, tự hào quá, vinh dự quá. Gia đình tôi rất là mừng, hai cháu đều có học thức và được lối dõi của cha ông, chắc rằng ngày mai sẽ thành đạt. Nhưng trong Tam Quốc Chiến Nghĩa có nói ta phải xem hồi sau mới rõ. Thưa các cụ, hôm nay lễ đính hôn là buổi đầu tiên mừng vui, nhưng cũng là buổi tân hôn của hai cháu đối với họ nhà gái của chúng ta, và cũng là lễ tân hôn mai sau của gia đình nhà gái. Báo cáo với các cụ, các ông, các bà, toàn thể hội hôn, tôi không biết nói gì, muốn thâu tóm cả trời đất tình cảm vào đây để dành cho hai cháu và hai gia đình hạnh phúc hôm nay vẫn còn chưa đủ. Tôi chỉ có một lời, mong hai gia đình, bố mẹ của các cháu luôn luôn nhớ câu nghĩa thông gia hai nhà như một. Hai cháu phải luôn luôn nghĩ chữ hiếu, chữ tình gánh cho cân. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng công mẹ, gánh nặng đường xa chỉ có cha. Thưa các cụ, tôi tuy nghèo nhưng cũng đủ. Hôm nay về đây dự tân hôn mừng cho hai cháu tôi chẳng có chi làm quà, có chi hơn là tôi hát tặng bài ca. Tôi tuy nghèo nhưng cũng đủ. Hôm nay về đây dự tân hôn mừng cho hai cháu tôi chẳng có chi làm quà, có chi hơn là tôi hát tặng bài ca. Đường trở xa quá đốc núi cao, nắng châm mài chiếu trên bàn vườn. Nhìn xuống chợ lòng hớn hở, cuối ra đèo bước chân coi mồi. Chợt dừng chân em thấy bước tranh, bé đông em với anh hai người. Cùng làng thuần ban em lại chỉ chẳng mua, đâu biết em muốn mua gì. Anh Ngọc là anh Ngọc ơi, một cháu tay đứng đi ơi. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Gần em thấy có người tranh, bé đông em với anh hai người. Cô làm thuận bán, bây giờ em lại thuận mua. Nhớ tới anh thích của tranh đây em bạn. Em yêu nhiều lắm đó. Anh Ngọc là anh Ngọc ơi. Chúc gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái ta vui và mạnh khỏe, trẻ mãi không già.